nhiên anh vẫn dành cái lời khen ngợi cho em. Chỉ có một cái điều là ở cái đoạn đầu của em á, kể cả hai lần em hát từ trong cái phần teaser là cái bài này, cái đoạn đầu mà bồng bềnh anh có nghe cơn sóng vỗ mang những tâm tư dành cho dòng nước á, chỉ riêng có cái đoạn đó anh nghe anh cảm giác nó không được chắc chắn, là không biết có cái đó là cái về phần của em làm hay là về phần hát, còn tất cả những chỗ khác thì đó đều bồng bềnh một cách rất là chắc chắn.